Tấn Phước và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hành khách hốt hoảng khi biết tài xế dương tính với ma túy lẫn vi phạm nồng độ cồn. Nông dân làng Qua Sa Đéc chuẩn bị qua kiển cung ứng thị trường dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới. Siêu tàu container dài 400 m vừa cập cụm cảng Cái Mép, Thị Giải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay. Dù hàng chục học sinh ngộ độc sau chuyến tham quan, đã xác định được nguyên nhân. Đà Nẵng giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch. Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thông tin giao thông đáng chú ý, sáng nay hai vụ tai nạn xảy ra cùng thời điểm khiến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ùn tắc kéo dài hơn 5 km, phải đóng một làn xe. Khoảng 10 giờ sáng nay, xe tải biển số Bến Tre chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Đồng Nai tới thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến gần cầu Long Thành, ô tô tông vào đuôi xe tải phía trước. Cú va chạm khiến đầu xe bẹp dúm, phần kính trước vỡ nát, tài xế tử vong. Giao thông hướng Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc kéo dài. Cùng lúc này, cách đó khoảng 3 km hướng về thành phố Hồ Chí Minh, một ô tô gặp sự cố lật ngang đường, chắn một làn đường khiến giao thông qua khu vực càng thêm ùn tắc. Sau khi hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp, dòng ô tô trên tuyến được điều tiết vào đường 319 huyện Nhân Trạch để tránh ùn tắc. Cảnh sát giao thông Đồng Nai phải đóng làn từ quốc lộ 51 lên cao tốc. Đến 12 giờ 30 phút trưa nay, hiện trường cơ bản mới được xử lý. Cũng trong sáng nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một tài xế xe khách chở 29 người, nhưng dương tính ma túy lẫn vi phạm về nồng độ cồn. Trước đó, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, thì phát hiện một xe ô tô khách tuyến Điện Biên đi Quảng Ninh do lái xe Phạm Văn B, 42 tuổi, trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình điều khiển. Có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Lúc này trên xe chở theo 29 hành khách. Khi kiểm tra nồng độ cồn, lái xe vi phạm ở mức 0,260mg trên 1 lít khí thở. Ngoài ra, tài xế này cũng có kết quả test nhanh dương tính với ma túy. Làm việc với công an, tài xế khai nhận trước đó có uống rượu ngâm trái thuốc phiện. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với lái xe trên để xử lý theo quy định. Về sản xuất nông nghiệp, nhằm phục vụ cho thị trường dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, thời điểm này, bà con nông dân làng Qua Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị qua kiển để cung ứng cho thương lái, phục vụ nhu cầu trang trí dịp lễ. Đây cũng là một trong những thời điểm qua kiển được tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Theo nhiều bà con nông dân, hiện tại nhiều thương lái đã đặt cọc mua nhiều loại hoa kiển. Các giống hoa được ưa chuộng là 10 giờ, dừa cạn, trăm ổi, sao nhái, dâm bụt, cùng các loại kiển lá như gấm, phú quý, dạn lộc, chuối hoa, trầu bà, cỏ lao, cỏ nhung. Ngoài chuẩn bị hoa kiển để cung ứng cho thương lái, bà con nông dân làng hoa cũng chuẩn bị hoa để bán cho khách tham quan du lịch. Do năm nay, thành phố Sa Đéc sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội Hòa Bình đúng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với nhiều hoạt động thu hút khách tham quan. Năm nay, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương. Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp nên dự báo sức mua hoa kiển sẽ tăng cao do nhu cầu trang trí phục vụ lễ ở các khu điểm du lịch, các đô thị lớn tăng mạnh. Thanh long được giá, cá sông bán được giá cao, nông dân phấn khởi. Những thông tin này sẽ có trong cụm tin về thị trường sau đây. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá bán thanh long Bình Thuận luôn duy trì ở mức cao. Một số nơi, thương lái đã đặt cọc trước mua hàng. Theo đó, giá bán thanh long trắng cao nhất lên đến 26.000 đồng một ký, thanh long đỏ từ 30 đến 34.000 đồng một ký và thanh long tím hồng có giá từ 26 đến 30.000 đồng một ký hàng xuất khẩu. Theo người dân, nếu giá thanh long duy trì ở mức trên 10.000 đồng một ký là nhà vườn đã có lãi.
Gần đây, nhiều hộ nuôi thủy sản lồng bè ở Cát Bà, Hải Phòng phấn khởi vì thương lái đến thu mua thủy sản các loại với giá cao. Trong đó, cá sông được thương lái thu mua với từ 230.000 đồng đến 300.000 đồng một ký tùy loại. Việc thương lái thu mua thủy sản đã giúp giải phóng hàng ngàn tấn cá trong thời gian ngắn. Sáng nay, một siêu tàu container đã cập cảng Romalin thuộc cụm cảng Cái Mép, Thị Giải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu an toàn. Đây là một trong những tàu lớn nhất thế giới hiện nay với chiều dài gần 400 mét. Siêu tàu container có trọng tải lên đến 225.000 tấn. Con tàu này vừa xuất xưởng vào tháng 2 vừa qua, được trang bị công nghệ tiên tiến nhất và thân thiện với môi trường, giảm khí thải carbon. Tàu được Cục Vận chuyển Hoa Kỳ chứng nhận tàu thông minh và là tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam. Đây là chuyến đi đầu tiên của siêu tàu container với hành trình xuất phát từ Thượng Hải, Trung Quốc đến cảng Cái Mép, sau đó sẽ sang Singapore, rồi đi tiếp sang các cảng ở Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, rồi quay về Thượng Hải. Chuyến hải trình dài 84 ngày. Sau khi siêu tàu cập cảng Jomalin, cảng đã bốc xếp gần 2.000 container. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ là những thông tin đáng chú ý sau. Lại xảy ra thêm 2 trường hợp ngộ độc do ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam. Vụ hàng chục học sinh ngộ độc sau chuyến tham quan đã xác định được nguyên nhân. Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Thêm 2 người dân ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam mới đây đã phải nhập viện điều trị do ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua. Trung tâm y tế huyện Phước Sơn cho hay đang điều trị cho 2 bệnh nhân này. 2 bệnh nhân là chị IN, 40 tuổi, ở xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn và em HTD, 13 tuổi, ở xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, nhập viện ngày 28 tháng 3. Theo người nhà bệnh nhân, sau khi ăn cá muối ủ chua thì cả hai bị nôn ói, chóng mặt. Sau khi người nhà đưa vào bệnh viện và được các bác sĩ điều trị, sức khỏe của hai người này cơ bản đã ổn định. Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cũng cho hay, hai bệnh nhân này chưa có biểu hiện liên quan đến ngộ độc botulinum như các trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua trước đó. Liên quan đến việc 72 học sinh trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội có cùng biểu hiện buồn nôn, đau bụng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu sau chuyến tham quan ngày 28 tháng 3. Đến nay, thì ngành chức năng đã xác định được nguyên nhân. Sở Y tế Hà Nội cho biết nguyên nhân là do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà trong suất ăn trưa của các em. Các thực phẩm giàu chất đạm, chất béo như thịt gia súc, gia cầm, cá hoặc thực phẩm có hàm lượng nước cao, nhiều tinh bột và nhiệt độ bảo quản không đảm bảo thường dễ bị nhiễm tụ cầu vàng. Hiện 68 trên 72 học sinh bị ngộ độc đã xuất viện, sức khỏe của tất cả các em đã ổn định. Du lịch tại thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị vào mùa cao điểm. Để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm mùa du lịch, đặc biệt tại các chợ truyền thống, công tác giám sát đang được tăng cường. Đà Nẵng có 74 chợ truyền thống kinh doanh ẩm thực và thực phẩm đã qua sơ chế, chế biến phục vụ khách du lịch. Chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ sắp tới và các hoạt động du lịch hè, công tác giám sát an toàn thực phẩm đang được tăng cường, trong đó thường xuyên lấy mẫu thực phẩm, test nhanh đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn. Phải tuân theo là thứ nhất là không có chất bảo quản và không có hàng the, thì chị là thay thế bằng cái chất hàng the là bằng cái phụ gia, thì có hóa đơn, chứng từ và có giấy an toàn thực phẩm. Tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên đối với những cái sản phẩm hàn the, phẩm bôn, phẩm màu. Sau đó nếu phát hiện thì chúng tôi tiến hành đưa lên mẫu đi xét nghiệm. Và sau đó xét nghiệm rồi bắt đầu chúng tôi kết quả và trả lời cho tiểu thương, mà nếu mà tốt thì không sao. Nhưng không tốt thì chúng tôi bắt buộc phải ra một công cuộc tuyên truyền. Một số chợ phục vụ du lịch ở Đà Nẵng cũng đã đầu tư cải tạo khu vực kinh doanh ăn uống, ẩm thực theo tiêu chí chợ an toàn, văn minh. Ngành hàng thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn được kiểm tra thường xuyên, thực hiện dán tem QR code để truy xuất nguồn gốc. Triển khai cái nhà tem nhãn QR code thì đã là một cái là ban lý cũng đang duy trì để đảm bảo, đó là nhất là quyền lợi của hộ kinh doanh. Khi người ta truy xuất và đảm bảo cái thương hiệu của họ và người khách hàng cũng nằm ở trong cái quyền lợi đó. Khi người ta mua một hàng hóa mà không đảm bảo thì người ta truy xuất ra sẽ biết cái nguồn gốc, cái hàng đó ở khu vực nào và do ai bán cho mình. Thì từ đó thì có sự phản hồi giữa ban quản lý cũng như hộ kinh doanh. Theo ban quản lý, các chợ khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc quản lý thực phẩm tại chợ là việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tiểu thương. Theo đó, rất cần có sự chung tay của các ban ngành và tiểu thương trong thực hiện đề án chợ du lịch
để chợ truyền thống trở thành điểm tham quan trải nghiệm an toàn, hấp dẫn du khách khi đến với Đà Nẵng. Thông tin đáng chú ý liên quan đến dịch sốt xuất huyết. Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, tại khu vực miền Bắc ghi nhận 457 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 6 lần năm ngoái. Ghi nhận tại thành phố Hà Nội, số ca mắc cũng tăng và đã xuất hiện tại 26 trên 30 quận huyện. Phường Phúc La, quận Hà Đông là điểm nóng về dịch sốt xuất huyết trong những năm gần đây. Những công trình xây dựng như thế này được nhận định là nơi có nguy cơ cao gây dịch sốt xuất huyết. Theo dõi thì phải theo dõi tiểu cầu và men gan. Theo nhận định tình hình dịch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, dịch sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, y tế cơ sở đã và đang vào cuộc tích cực giám sát các chỉ số bọ gậy, mũi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, các khu vực nguy cơ cao. Bên cạnh đó thì người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch để công tác này đạt được hiệu quả như mong đợi. Trưa nay, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ một người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà riêng. Tại hiện trường, công an đã khống chế được người con của nạn nhân có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân sống trong con hẻm trên đường Tân Thế Hiệp 29, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, phát hiện bà N, 56 tuổi, tử vong trong nhà. Nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và khống chế được Lê Văn Vàng, 35 tuổi, con trai bà N, đang có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo. Qua kiểm tra, công an phát hiện bà N tử vong với cơ thể không nguyên vẹn. Người dân cho biết bà N sống cùng Vàng và các cháu. Vàng là đối tượng có tiền án tiền sự. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Tại Bắc Giang, công an tỉnh này sáng nay cho biết phòng cảnh sát môi trường đã phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh kiểm tra và phát hiện một cơ sở giết mổ hơn 1 tấn heo đã chết để bán. Qua kiểm tra cơ sở giết mổ heo tại nhà Lương Thị Quỳnh Như, sinh năm 1989 ở thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tổ công tác đã phát hiện cơ sở này đang giết mổ 15 con heo đã chết không rõ nguyên nhân. Tổng trọng lượng heo thịt tại thời điểm kiểm tra là 1,1 tấn. Lương Thị Quỳnh Như tổ chức giết mổ heo nhưng không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Bước đầu Như cho biết đã thu mua số heo đã chết trên ở địa bàn tỉnh Bắc Giang, tổ chức giết mổ và dự định mang sang tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã lập biên bản bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Thưa quý vị, ở vùng núi cao, điều kiện còn khó khăn, điều kiện vui chơi giải trí của trẻ em còn hạn chế. Do vậy mà nhiều em chưa biết đến rạp chiếu phim. Và trải nghiệm lần đầu tiên được xem một bộ phim màu cũng đủ làm những đứa trẻ thơ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Yêu thương và đồng cảm với các em, nhiều năm qua một người trẻ ở Đà Nẵng đã miệt mài với hành trình đưa rạp chiếu phim đến mọi miền Tổ quốc, đem niềm vui cho các em. Anh Hồ Hoàng Liêm, chủ nhiệm câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Đà Nẵng, nhiều năm qua gần như quen mặt đối với trẻ em nhiều bản người Mông, người Tày ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ở miền Trung, dấu chân của anh Liêm cũng đã đi qua nhiều ngôi làng xa xôi ở các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nơi đâu có anh, những đứa trẻ nơi đó tràn ngập tiếng cười. Khi thì gói bánh, khi bao gạo, khi là những món đồ chơi. Nhưng vui nhất là những bộ phim hoạt hình vui nhộn mà anh mang theo trong hành trình lên núi của mình. Ban đầu, hoạt động của anh chỉ mang tính đơn lẻ. Để lan tỏa và gây quỹ, anh cùng nhóm bạn quy tụ, rồi lập nên quỹ thiện nguyện trẻ mang tên Nụ Cười Hồng. Mới đây, câu lạc bộ đã có chuyến thiện nguyện tặng hàng ngàn chiếc áo ấm tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum. Sắp tới, câu lạc bộ sẽ hướng các hoạt động vào mảng giáo dục để góp phần chia sẻ kiến thức, nâng cao hiểu biết cho trẻ em những vùng khó khăn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.